Bố đời đi ngược chiều ở quận 7 sáng 14 tháng 9, tự xưng Chánh Thanh Tra. Tên thật hay ho, có tên thật hay ho là Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1975. Bố đời thật ra là một nhân vật rất nổi tiếng và bí ẩn ở Hà Nội. Bố đời từ Tây Hồ, Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, mang theo hành lý là cả tấn chứ chữ thề, chẳng biết để dọa ai. Thông tin từ báo chí cho biết bố đời này có tài sản khoảng 200 tỷ, trong cốp xe từng có chất gây nghiện, nhưng được tòa xử trắng án vì cho rằng bị bạn gái gài bỏ vào. Chẳng phải dạng vừa đâu.